Từ cuối năm ngoái, cánh săn ảnh tại Trung Quốc đã liên tục bắt gặp mẫu MPV cỡ lớn hoàn toàn mới của thương hiệu Hồng Kỳ trên đường thử. Mãi đến nay, mẫu xe này mới hoàn toàn lộ diện qua những hình ảnh đăng lên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Đồng thời, những hình ảnh mới này cũng xác nhận tên gọi chính thức của xe, đó là Hồng Kỳ Q8. Là mẫu xe MPV đầu tiên của Hồng Kỳ, Q8 sở hữu thiết kế ngoại thất đặc trưng của thương hiệu Trung Quốc. Theo đó, xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn trên đầu xe với những nan mạ chrome nằm dọc, gợi liên tưởng đến thác nước. Lưới tản nhiệt của Hồng Kỳ Q8 kéo dài từ nắp capo xuống gần hết cản trước và được bao quanh bằng đèn chào mừng. Ở giữa lưới tản nhiệt cũng có logo màu đỏ, kéo lên giữa nắp capo tương tự các mẫu xe khác của thương hiệu Hồng Kỳ. Chưa hết, Hồng Kỳ Q8 còn được trang bị hệ thống đèn 2 tầng trên đầu xe. Trong đó, dải đèn LED định vị ban ngày cửa xe nằm trên và đèn pha được đặt bên dưới. Hai hốc đèn pha của xe được nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng hình chữ U. Bên dưới cản trước còn có nẹp mạ chrome để trang trí cho cánh lướt gió. Bên sườn, Hồng Kỳ Q8 được trang bị đường dập gân nổi bật kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Là xe MPV nên đương nhiên Hồng Kỳ Q8 cũng có cửa trượt bên sườn. Thêm vào đó là ốp gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ và bộ vành hợp kim đa chấu, sơn hai màu. Ở đằng sau, mẫu MPV cỡ lớn này có thiết kế khá ấn tượng nhờ cụm đèn hậu nằm dọc, nối với nhau bằng dải đèn và nẹp mạ chrome ở giữa. Trên cản sau cũng có nẹp mạ chrome vắt ngang và bao quanh đèn phản quang. Bộ khoách tán gió giả bên dưới cản sau mang đến vẻ thể thao cho mẫu MPV cỡ lớn này. Hiện chưa có hình ảnh chính thức của nội thất bên trong Hồng Kỳ Q8. Tuy nhiên, hình ảnh chụp trên đường thử cho thấy mẫu xe này được trang bị nội thất 2+2+3 chỗ ngồi. Ở giữa là hai ghế thương gia có bệ tỳ tay riêng và bệ đỡ bắp chân. Tiếp đến là vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng và màn hình thông tin giải trí cỡ lớn nằm độc lập trên mặt táp lô. Ngay bên dưới màn hình này là cửa gió điều hòa và cụm điều khiển trung tâm đặt cao. Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Hồng Kỳ Q8 sở hữu chiều dài 5.222mm, chiều rộng 2.005mm, chiều cao 1.935mm cùng chiều dài cơ sở 3.200mm. Như vậy, mẫu xe Trung Quốc này có kích thước lớn hơn chuyên cơ mặt đất Toyota Alphard, chiều dài 4.945mm, chiều rộng 1.850mm, chiều cao 1.890mm và chiều dài cơ sở 3.000mm. Đáng tiếc là động cơ của Hồng Kỳ Q8 không quá mạnh mẽ. Mẫu xe này dùng động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, tạo ra công suất tối đa 185 kW, 248 mã lực. Trong khi đó, Toyota Alphard dùng động cơ xăng V6, dung tích 3.5 lít với công suất tối đa 296 mã lực và mô men xoắn cực đại 361 Nm. Dự kiến, Hồng Kỳ Q8 sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào nửa cuối năm nay.